Vòng đầu tiên của chương trình hôm nay có tên gọi là Đi tìm tần số. Hãy cùng xem bốn hình dáng của bốn cô gái ngồi bên trong kia như thế nào nha. Xin mời. Mạnh tim kìa. Cô gái thứ nhất giới thiệu về mình, xin mời. Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Em năm nay 20 tuổi. Công việc hiện tại của em là quản lý nhân sự. Em có một sở thích là ăn uống và nghe nhạc. Có một sở thích đặc biệt nữa là xem phim ma trước khi đi ngủ. Em đến chương trình này để tìm một chàng trai có thể thay thế cái sở thích đó của em. Ví dụ? Dạ, hát cho em nghe, em có thể dễ ngủ hơn. Rồi, mời bạn số 2. Dạ, em xin chào mọi người. Em là Thủy Tiên. Năm nay em 21 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay em đang là sinh viên của trường Đại học Văn Hiến. Sở thích của em là nghe nhạc, đi bộ, vẽ tranh. Và em tham gia chương trình này mục đích là để tìm kiếm tần số cho riêng mình và có thể cùng người ấy vẽ lên một bức tranh tình yêu thật đẹp. Em làm bên Google hả? Không, em số 2 này á là ngày xưa các bạn có nhớ là khi mà mình đi học á, cô giáo đọc lên và cái người sẽ được chọn để đọc lại, để viết chính tả cho đúng á, thì chị nghĩ em là cái người sẽ được chọn đọc lại rất là rành rọt từng chữ từng chi tiết một. Em học ngành gì ạ? À? Dạ em học kế toán kiểm toán ạ. À. Đúng, em nên học kế toán. Với giọng đọc của em thì không một người nào sai con số được. Dạ. Rồi mời bạn số 3. Dạ em xin chào hai MC ông Tơ bà Nguyệt đang xe duyên tần số cùng hai anh hoàng tử đang tuyển chọn ngoài kia. Trời đất ơi. Em chào luôn ban hội chị em gái cũng rất là hồi hộp với em trong này. Em tên là Huỳnh Đông Nghi. Hiện em là sinh viên trường sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn sân khấu. Em tuổi con mèo nhưng biệt danh là con ngé. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê gốc của em là miền Tây Long An, rất nổi tiếng với bài Dạ Cổ Hoài Lan. Em ca không hay, đàn rất là dở nhưng mà em có thể mạn phép hát được một bài Dạ Cổ Hoài Lan của quê em không ạ? À? Được, được, được em. Được. Từ là từ phú tướng bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luống trong tình chàng nắm canh mơ màng. Em luống trong tình chàng ôi gan vàng quặn đau ý à. Đúng như lời giới thiệu luôn, em là một cô gái chân thật. Cho nên em rất mong là sẽ tìm được một ai đó dạy cho em hát. Xin mời bạn thứ tư, bạn cuối cùng. Em xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Hồng Thắm, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang mở spa ở Hóc Môn. Không biết là hai chàng trai của chúng tôi sau khi nghe bốn cô gái giới thiệu về mình thì có ấn tượng với cô nào không? Đầu tiên thì theo Đại nghĩ là ấn tượng với bạn thứ tư. Bởi vì công việc của bạn đang làm đó là spa. Chị cũng ấn tượng giống như Đại là vì cái giọng của họ rất tự tin. Cái bên thì tôi hơi thú vị với cái bạn mà chân thật, tôi cao ngay tôi đờ nghe cũng dở, nhưng bạn đó lại chọn về nghề đạo diễn thì bạn đó óc tư duy rất là tốt. Vậy còn Đức Anh? Thực sự thì em lại là một người rất là sợ phim ma. Không dạ. Có một lần em cũng chia sẻ luôn là lớp 11 thì phải, em với một người bạn thân cũng con trai vào rạp xem phim, vào đúng xem kiểu trailer của nó ấy, 15 phút xong đi ra luôn. Tại sao sợ quá. Nhưng mà đối với bốn cô gái ngồi trên này thì em cũng ấn tượng với cô số 4. Dở lo cho mình đẹp tuyệt trần cái lên sân khấu mình hát. Hợp lý, cái hợp đó lý. Hợp lý hơn, hợp lý. Lời giải thích hợp lý hơn. Rồi vậy là hai bạn cùng ấn tượng với bạn số 4. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là ốp lưng điện thoại của bốn cô gái này như thế nào. Hỏi luôn bạn số 1. Bạn ơi, sao bạn lại chọn cái ghế trống có con mèo? Dạ, cái đó cũng như là trong cái căn phòng của em, mỗi khi em đi làm về thì chỉ có một mình em thôi. Tại sao em lại chọn cuộc sống một mình? Gia đình em như thế nào? Ở đâu? Hiện tại gia đình em đang ở ngoài quê, còn em sống ở thành phố Hồ Chí Minh một mình được khoảng 2 năm mấy rồi anh. Anh chị ơi, cho em hỏi là hai bạn nam ngoài đó có sở thích như thế nào ạ? Đức Anh. Sở thích của anh là không xem phim ma. Thích nuôi mèo không? Em thì thích chó hơn. Thấy chất chết rồi đó nha. Thấy là cái như là ông thích Kobe mà. Cho ta có con mèo cái ông đấy. Ông thích nuôi mèo, thích nuôi chó. Còn cho em bảo chữa một chút. Bảo chữa đi nè. Thì em thích chó hơn thật. Nhưng mà nếu mà bạn gái của em thích mèo thì cũng ok thôi. Nuôi mèo. Vâng, em cũng nuôi mèo được. Hai anh có thích ăn uống không ạ? Cá nhân Đại thì rất thích ăn uống. Theo mấy kiểu cảm giác gia đình đó thôi. Dạ, anh thích món gì vậy? Miền Tây thì rất là thích thịt kho hột vịt nè. Hổ qua vô. Hổ qua hầm các kiểu chị ha. Đó, đúng đó là một trong những cái món mà cơ bản mà Đại rất thích. Còn nếu mà cơ bản nữa là hổ qua xào trứng là lẽ nhất. Anh cho em hỏi là
anh có thích món miền Trung nào không ạ? Anh rất là thích mì Quảng. Thôi nói chung là cái sự ăn uống của em với lại chị Đại lát nữa bàn bạc lại. Bây giờ mình trở lại với bạn số 2 nè. Dạ. Không có ốp lưng luôn phải không em? Dạ đúng rồi. Bạn số 3 ơi. Dạ. Cái đó là ốp lưng hay là cái điện thoại không có ốp lưng ạ? À? Dạ, điện thoại em không có ốp lưng. Lý do em? Tại vì em thích cái sự mộc mạc vốn có của nó, với lại nó tập cho em tính giữ gìn đó chị. Với lại cái điện thoại này cũng là em mới mua gần đây, điện thoại trước của em á nó cũng có hình thù hoạt hình như các bạn, nhưng mà em gửi cho ba em nên thành ra em phải sử dụng cái này. Em để cái hình gì? Em để cái hình gì? Hình Pikachu màu vàng. Rồi ba cũng giữ cái địa hình mà có dạ, cái hình mà hoạt hình ở ngoài luôn. Dạ. Cho em hỏi thêm nữa nha. Anh Đức Anh, hồi nãy anh nghe em hát dở lắm đúng không anh? Dở lắm em. Dạ, vậy anh có thể mang em về dạy hát cho em không? Nghe hát xong thì anh có một điểm, gọi là một điểm cộng đi. Anh rất thích một cô gái tự tin về mình. Tuy rằng có thể hát không hay, nhưng cô ấy tự tin vào những gì cô ấy đang có và muốn người con trai kia phải yêu những thứ đấy của cô ta. Anh dạ, muốn như vậy. Đó cũng là quan điểm của em luôn đó anh. Bưng hai đứa về, đứa hát hay ơi là hay, đứa hát à, ừ. Nhưng mà đổi lại em nấu ăn rất ngon. Đó. Oh, nấu mà... món bắt được không em? Em đang giỏi về các món miền Tây thì em sẽ giới thiệu ẩm thực của mình cho anh. Còn về em sẽ học thêm để cho anh được ăn món em nấu. Đúng rồi, chị trước đây là chị chỉ nhà nấu thôi, nhưng mà khi mình lấy chồng Bắc á thì mình hỏi ảnh thích ăn cái gì, còn cái mình học từ từ là mình sẽ nấu được món Bắc thôi. Em đang định hỏi là anh thích ăn món gì á? Anh cần một người nấu cho anh ăn và anh ngồi ăn cùng thôi, còn món gì thì miễn là người mình thương nấu cho mình là mình ăn à. Còn em hạnh phúc nhất là nếu mà người đó sẽ cùng nấu với em. Bây giờ yêu đương cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu hồng hết trơn á. Anh phải tin em và cho em cơ hội chứ. Ý trời ơi, tấn công như vũ bão luôn á trời. Còn nói gì nữa? Qua số 4 ơi. Em thấy là xác định ngay từ đầu rồi mà chị. Dạ, ăn gì cũng được. Ăn gì đó. Cũng được rồi, xong rồi dạy hát các kiểu nữa. Dạy hát các kiểu, em làm ơn chàng qua số 4 nè. Em đã chàng ngay từ đầu rồi chị. Số 4 ơi. Dạ. Bên ngoài hình như là em đang mặc áo dài đúng không Thắm? Dạ em bận một cái đầm mà, nhưng mà có cái tài giống áo dài ạ. Rất là ấn tượng với những bạn nữ nào mà Việt Nam á mà thích áo dài và đặc biệt là mặc áo dài đẹp. Và cái thứ hai nữa đó là tóc dài. Thắm ơi, người yêu lý tưởng của em mẫu như thế nào ta? Dạ người yêu lý tưởng của em thì em không cần phải quá đẹp về ngoại hình đâu ạ. Nhưng mà trước tiên là em phải cần là một người tử tế, chân thành và biết tôn trọng người lớn, cũng như là sống chung thủy chứ đừng có hài lòng. Tại vì em sốc nội tâm lắm, như vậy em sẽ buồn, mà em buồn em sẽ giận, mà em giận thì em nóng tính lắm. Cho em hỏi là cái thời gian rảnh của mình là ngày nào ha? Mình là Đức Anh ha. Dạ. Thời gian rảnh của mình thì thường thường là vào buổi sáng, buổi chiều thì mình thường thường sẽ đi cà phê, đi một mình thôi và để nghe nhạc. Còn thường xuyên bận vào buổi tối, tầm từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối. Còn Đại thì tính chất công việc thôi, cũng gần giống như Đức Anh. Mình cũng đi phim với lại đi dẫn chương trình nhiều. Giờ giấc không cố định á. Đa số là mấy ngày cuối tuần, còn đầu tuần thì thường rảnh tập thể dục thể thao hoặc là học thêm một cái gì đó. Hai anh ơi, cho em hỏi thêm nữa là quan điểm về bạn gái của hai anh như thế nào ạ? Đầu tiên là phải tử tế. Cái thứ hai là tính cách phải hoạt bát rồi xong phải tự lập. Còn em thì cần một người con gái tự tin, biết san sẻ và biết thấu hiểu cho cuộc sống của nhau cũng như tính chất công việc của nhau. Chỉ là một cái ốp lưng điện thoại thôi mà chúng ta là nhìn và có ấn tượng, cũng như là những lời trao đổi và hỏi han thăm hỏi nhau để biết thêm về nhau nhiều. Vậy bây giờ chị muốn biết được cái màn hình khóa điện thoại của tụi em nha. Xin mời 4 cái màn hình khóa. Chị vẫn ấn tượng với bà số 4 nha. À. Bà số 4 ơi, Thắm ơi. Dạ em. Sao lại ạ? Chọn hai bà già quéo vậy? Dạ bởi vì em thấy trước tiên là nhìn cái hình rất là dễ thương. Cái thứ hai là cái đó cũng là cái mơ ước của em, sau này sẽ có một người chồng và cùng sống với em đến già là lúc nào cũng quanh quẩn bên nhau hết ạ. Em có biết đó là cái đầu của trong già đó đó giống một người ngồi ngoài đây lắm không? Lý do tại sao bạn số 1 lại chọn cái hình nền này bạn ơi? Cái hình ảnh đó là ở dưới quê á chị. Ở trong đây ít khi mà em nhìn thấy được cảnh như vậy. Đây là bình minh phải không ạ? Dạ. Còn bạn số 2 thì hơi rối rối bay bay. Tại sao ạ? Bạn thích tóc quăng quăng giận giận như vậy hả bạn? Dạ cái đó là tóc quăng tự nhiên của em đó chị. Đẹp vậy luôn hả bạn? Dạ. Anh Đức Anh á, anh có ngại yêu xa không ạ? Anh rất ngại yêu xa. Tại vì khi yêu thì anh chỉ muốn được gần người mình yêu thôi. Hai người gặp nhau nhiều thì có thể dễ dàng chia sẻ cho nhau những cái khó khăn trong cuộc sống dễ hơn. Vậy thì anh nghĩ trong tình yêu điều nào là quan trọng nhất với anh? Lâu lắm rồi mới có người hỏi anh câu này này. Bạn này hay nè. Chung thủy. Chung thủy. Tại tôi nghĩ cái bạn này bạn hỏi câu yêu xa thì tôi nghĩ cái câu chung thủy sẽ trả lời hợp lý với bạn. Vậy bây giờ mình chuyển qua bạn số 3 nè. Tại sao để hình hai con chim tới cưng vậy? Dạ em chọn hai con chim này bởi vì cá nhân em rất là thích thiên nhiên, thích những gì mộc mạc và thích động vật. Bạn số 1 ơi, có thể vào trong điện thoại của bạn được không ạ? Dạ. Bạn này cũng ít có cái app nhiều ha. Bạn ơi, tại sao bạn chọn cái cây?
Dạ, em chụp cái này chuẩn bị bình minh nó đang bắt đầu lên á. Em thấy nó đẹp nên em để ở trong màn hình chính á chị. Sao em Đức Anh? Em có cảm giác bạn này rất cô đơn nha, em cảm giác vậy luôn đấy. Em có phải một người sống nội tâm và cô đơn nhiều không? Dạ đúng rồi ạ. Em chia sẻ được với gia đình em à, em có người thân không? Dạ em có chị ạ. Em có mẹ không? Ba mẹ em hiện tại đi ly hôn rồi ạ. Nhưng mà em là người ở gần mẹ hay em ở gần bố? Em ở với ba với lại dì ạ. Chị chia sẻ với em, con gái ở cái tuổi này là cái tuổi cần chia sẻ với một cái người nữ hơn. Nhưng mà nếu em tâm sự được là được. Ba có thể chu toàn nhưng ba không nghe được cái thay đổi trong cái con người mình. Nói ra nhiều hơn nha em, đừng để trong lòng, đừng chụp những tấm hình buồn. 20 tuổi à, chị mong là sau ngày hôm nay cái màn hình của em nó có một cái gì đó màu hồng lên một tí, màu xanh, màu tươi lên nha. Rồi bây giờ cho chị hỏi qua bạn số 2 đi. Dạ. Bạn số 2 ơi, kéo màn hình qua nè, có cái bờ môi rất là đẹp nè, quá trời đẹp luôn. Dạ, tại vì cái tấm này là em cảm thấy rằng cái màu son này nó đẹp nên là em muốn chú trọng vào cái môi này hơn. Em có thể lướt thêm một chút nữa cho anh xem được không? Dạ. Ồ, cũng đơn giản ha. Có đôi khi có những chuyện là em rất là đơn giản và em cũng rất là thích mộc mạc. Cho chị coi chút xíu hình của em được không? Dạ, em thì em rất là thích sinh hoạt trên trường nên em có chụp rất là nhiều tấm chung với bạn bè và các hoạt động. Dễ thương vậy, em là cái cô gái bận áo đen đúng không? Ảnh này chụp lâu chưa em? Dạ, em chụp tham gia mùa hè xanh năm ngoái đó anh. Bây giờ mình chọn qua nhà đạo diễn nè, số 3 nè. Xanh xanh đằng sau là cái gì, khu vui chơi du lịch gì vậy em? Đây là một lần em đi làm chương trình tại Nha Trang á. Nhưng mà có nghĩa là em chỉ được ra biển nhìn và phải đi về, em không có được tắm biển. Mà trong khi sở thích của em là muốn được chơi cái đó, cuối cùng là phải chụp lại để mình đỡ ghiền. Và từ đó là em để màn hình luôn. Dạ, em muốn hỏi thêm về ngày sinh nhật của hai anh được không? Được chứ, em sinh nhật ngày mấy nên ta gửi quà? Anh 28 tháng 9. Lát cứ đẩy địa chỉ gửi quà tới luôn. Còn em chứ đại? Còn anh thì 17 tháng 5 qua rồi em. Rồi, bây giờ qua bạn số 4 nha. Dạ, bạn cá này thì em chụp ở công viên Nhật ở Hóc Môn á chị. Em thấy dễ thương cho nên là em chụp lại và nhìn tấm ảnh nó cũng nghệ thuật, là nhìn bạn cá hả miệng lên ngay bàn tay em luôn, cho nên là em đã bắt gặp được tấm này thì em làm ảnh đây, làm ảnh là bàn tay của em luôn. Dạ, em làm bên thẩm mỹ là đúng rồi. Bàn tay rất mượt và dài, cái ngón dài. Lướt qua màn hình cái nữa nè. Cũng không có gì vui chơi giải trí trong này. Thường nếu như em giải trí thì em sẽ làm gì? Em lên YouTube em xem những cái clip vui hoặc những cái chương trình có anh Trương Thế Vinh ạ. Cảm ơn em. Chị đang định hỏi chương trình vui có coi chương trình chị không, cái nói coi chương trình Trương Thế Vinh cái muốn hỏi luôn, buồn hết sức. Tụi con có coi Trịch Tử Mới của má không? Dạ có. Ở vậy tao nói fan gia đình thiệt, mấy đứa này thiệt ghét dễ sợ. Em số 4 ơi, cho chị xem một vài cái hình ảnh em là làm việc của em đi. Dạ. Có hình em bé, đó là em của em hay gì vậy? Dạ, hình em bé này là con của cô em ạ. Toàn là công việc thôi, không có chụp gì cho cá nhân mình hết. Dạ, em thì cũng thích chụp hình lắm. Nhưng mà khi em chụp thì em sẽ thường đăng cho mạng xong mà em xóa. Hoặc có những tấm hình mà em thấy đẹp, em sẽ rửa ra để làm album kỷ niệm tuổi thanh xuân của em. Em muốn hỏi hai anh là chiều cao và cân nặng của hai anh là như thế nào ạ? Đại cao 1m7, nặng 65kg. Dạ, con anh. Mình thì cao 1m73 và... Chị nghĩ hơn chứ nhỉ? Không, em cao 1m73 đấy. 73. Dạ, em dày độ thử gai luôn. Em 63kg. Chuẩn luôn em. Hai anh có thích mẫu con gái là hay bận rộn không? Có ít thời gian để đi chơi á? Cái kiểu như là người con gái của gia đình đó chị. Công việc xong rồi. Người con gái công việc. Thực ra thì đôi lúc mà mình yêu nhau các bạn, không cần phải gặp nhau quá thường xuyên đâu. Một tuần khoảng 1-2 lần nữa thôi. Bây giờ hai bạn trai ngồi dưới đây, cảm giác ấn tượng với ai nhất chúng ta chờ trong giây lát. Bạn trở lại với tần số tình yêu. Hai chàng trai nghĩ là mình ấn tượng với ai nhất? Mời bạn Đức Anh. Số 4. Nói chung thì ai cũng thú vị hết, nhưng mà riêng mười đại kiểu như là cái gu á, là cái kiểu như các bạn số 4. Số 4 luôn. Kỳ này thì Phương sẽ nhờ tới Trương Thế Vinh. Là một bạn trai thì bạn nghĩ là bạn nên chọn giữ lại ai ạ? Nhiệt tình nãy giờ là thấy con số 3 đúng không? Thì chắc xin phép là giữ lại con số 3. Và bây giờ mời gặp gỡ hai bạn nữ số 1 và số 2. Tiếng cười khi còn non trẻ, bỗng dưng đến một ngày chợt trở nên khó khăn khi ta trưởng thành. Thì ra, ngày đó là ngày đánh rơi mối tình đầu năm cấp 3.
mất khá lâu để mở lòng trở lại. Ngỡ tưởng với trái tim đủ bình yên này sẽ có một chàng trai bước tới, nhưng anh lại chọn dừng ở ngưỡng tình bạn. Thôi thì vạn sự tùy duyên anh ha. Cái nắm tay ngập ngừng, ánh mắt bối rối lướt nhẹ qua nhau, và cả từng giọt mồ hôi rịn trên trán khi biết có ai đó đang lén nhìn. Mối tình đầu của Tiên tự nhiên và kẹo ngọt như thế đấy. Nhưng rồi Tiên nhận ra, dù có yêu thương thật lòng, cứ đi lòng vòng rồi cũng sẽ lạc nhau. Hôm nay Tiên lạc mất cơ hội được trở thành cô gái của ai đó rồi đấy. Cái gu người bạn trai của em thì như thế nào? Dạ, gu của em là hơi bé con một chút xíu. Đây, trai chị, đứng lên coi trai. Lên chị đứng cho má coi. Các bạn thấy đó, tần số tình yêu của chúng tôi luôn luôn có 1.000 con người đứng đây chờ sẵn các bạn nữ nhỏ nhỏ dễ thương, xứng đào xứng kép không? Trai, về, về liền. Để chúng tôi chỉ nhá hàng nhẹ vậy thôi. Rồi còn bạn gái bên đây, cái gu của em là em thích sao? Dạ, gu của em đó là một chàng trai miền Trung, cao trên 1m75, tính tình chững chạc. Đó, kế bên em, người Đà Nẵng miền Trung, cao trên 1m75, hợp lý. Vớt luôn áo trắng đồng phục. Chú nói cho con nghe, chú già lắm. Cảm ơn con đã thích một cái gu như chú. Cái tần số đó chưa rung tới các bạn, nhưng mà các bạn thấy đó, khi hai bạn xuất hiện là hai bên khán giả đều la lối, kiểu như khoái chí. Và có cả một anh chàng đã phóng lên đứng cạnh em luôn. Với lại chị nghĩ gì nè, mới 20 hơn à, cho nên tương lai còn rất là dài. Đứng yên đó, sẽ có các anh tới tìm các em. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, dạ. Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai có tên gọi là thử thách của nàng, để xem hai cô gái này lựa chọn phải thử thách gì nhé. Xin mời.